Lê Thương xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin ông Trần Quý Thanh nhận bản án 8 năm tù và câu chuyện trong chai nước có ruồi. Kính thưa quý vị, ông Trần Quý Thanh bị phạt 8 năm tù. Theo đó, hội đồng xét xử bị cáo Trần Quý Thanh chiếm đoạt số tiền lớn nhưng do có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại nên bị tòa tuyên phạt 8 năm tù. Dẫn lời của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra phiên xét xử trong sáng ngày hôm nay. Sau 2 ngày xét xử, sáng ngày 25 tháng 4, tức là sáng ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bố đối với ông Trần Quý Thanh và hai con gái của ông Trần Quý Thanh là Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hội đồng xét xử, tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Vì vậy, nên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu và tranh luận tại phiên tòa có đủ cơ sở để kết luận rằng thông qua một số người môi giới, bị cáo Trần Quý Thanh và hai con gái cho một số doanh nghiệp cá nhân vay tiền với lãi suất 3%. Theo đó, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án bất động sản, hứa hẹn khi thanh toán đầy đủ tiền gốc lãi sẽ trả lại tài sản. Theo chỉ đạo của bị cáo Thanh, hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận quyền nhượng tài sản. Tuy nhiên, sau đó cha con của bị cáo Trần Quý Thanh làm các thủ tục chuyển sang tên để nắm quyền kiểm soát tài sản của người vay. Bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trả nợ gốc tiền lãi theo thỏa thuận thì cha con bị cáo Trần Quý Thanh buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền phạt đến khi nạn nhân chuẩn bị đủ tiền theo yêu cầu cho cha con của ông Trần Quý Thanh vẫn không trả lại tài sản như lời của ông Trần Quý Thanh đã hứa. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại hơn 1.040 tỷ đồng, trong đó bị cáo Thanh chịu trách nhiệm chính, bị cáo Phương đóng vai trò giúp sức, chịu trách nhiệm với giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 350 tỷ đồng của 4 bị hại, bị cáo Bích chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh là hơn 600 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cáo trạng truy tố các bị cáo về tội danh này là đúng với pháp luật, dẫn theo lời của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày hôm nay. Các bị cáo cho biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm, cần phải xử lý nghiêm minh. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, các bị cáo Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương phạm tội hai lần trở lên. Tuy nhiên, các bị cáo đã có tư thân tốt, đặc biệt là phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tác động gia đình nộp hơn 800 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, dẫn lời của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong phiên xét xử sáng ngày hôm nay. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện chống dịch Covid-19, nhận được nhiều bằng khen, có nhiều đóng góp cho xã hội, công ty của các bị cáo tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, v.v. Bị cáo Thanh là người đã đủ 70 tuổi trở lên, bị cáo Phương và Uyên phạm tội phụ thuộc theo chỉ đạo và bị cáo Thanh. Từ những phân tích nói trên, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, bị cáo Trần Uyên Phương 4 năm tù và Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng để xung công quỹ nhà nước. Về dân sự, buộc ông Lâm Sơn Hoàng phải trả lại toàn bộ số tiền còn thiếu là 115 tỷ đồng, hủy hợp đồng chuyển nhượng 4 thửa đất giữa ông Hoàng và bị cáo Trần Phương Uyên. Buộc người môi giới là ông Nguyễn Hoàng Phú trả lại số tiền với 2,5 tỷ đồng, Thái Ngọc Quang 500 triệu. Buộc ông Nguyễn Duy Đông trả lại số tiền đã vay 78 tỷ đồng, hủy các hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Đông và bị cáo Phương. Ông Đông không có ý kiến về việc trả tiền môi giới cho bà Đoàn Nguyễn Minh Hoàng nên hội đồng xét xử đã không xem xét sự việc này. Buộc ông Nguyễn Văn Trung hoàn trả lại cho bị cáo Thanh 34,7 tỷ đồng, hủy hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 452 giữa ông Trung và bị cáo Trần Uyên Phương. Buộc ông Nguyễn Phi Long và ông Nguyễn Phước Lộc phải nộp trả lại số tiền môi giới đã nhận. Bà Đặng Thị Kim Oanh trả lại cho bị cáo Thanh hơn 235 tỷ đồng, hủy hợp đồng giao kết về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty Minh Thành và dự án Nhân Thành. Không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về cơ hội phát triển kinh doanh tính từ thời điểm tài sản bị chiếm đoạt cho đến khi đưa ra vụ án xét xử là 531 tỷ đồng từ phía bà Đặng Kim Oanh đối với ông Dr. Thanh. Trả lại 183 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Nụ là vợ của bị cáo
Thanh này để khắc phục hậu quả toàn bộ cho bị cáo. Trong khi đó, nhiều vấn đề liên quan tới ông Trần Quý Thanh mà còn gọi là ông Dr. Thanh này có nhiều vấn đề liên quan tới câu chuyện mà người dân trong đất nước Việt Nam hiện nay đang bàn tán xôn xao. Kính thưa quý vị, sau khi ông Trần Quý Thanh và hai con gái được đưa ra để xét xử trong mấy ngày gần đây, dư luận lại tiếp tục quay trở lại câu chuyện trong cuộc chiến chai nước có con ruồi mà ông Trần Quý Thanh đã đẩy một người vào trong tù, và câu chuyện này cũng đang gây sự chú ý trong dư luận. Theo đó, cuộc chiến con ruồi trong chai nước liên quan đến ông Trần Quý Thanh là một câu chuyện đình đám và trường kỳ trong vụ án này. Vụ anh Võ Văn Minh ở Tiền Giang bị bắt giữ, bị cho là tống tiền của doanh nghiệp bằng một chai nước có con ruồi đang gây chú ý của dư luận và với nhiều cách nhìn khác nhau trong thời gian vừa qua. Và điều đặc biệt hơn, nó được dấy lại câu chuyện này liên quan khi mà ông Trần Quý Thanh bị bắt và bị phạt giam 8 năm tù. Là người nhận lời đề nghị của gia đình anh Võ Văn Minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh này, luật sư Nguyễn Tấn Thi, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh trước đây cho biết ông đã về Tiền Giang để gặp gia đình của anh Minh để tìm hiểu rõ liên quan đến sự việc của anh Minh này. Luật sư Thi còn nói ngày 3 tháng 2, gia đình của anh Minh có làm đơn xin báo cáo bảo lãnh cho anh Minh được tại ngoại nhưng đến nay vẫn chưa được chấp nhận, bị bắt khi đang nhận tiền. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2015, anh Võ Văn Minh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an của tỉnh Tiền Giang bắt quả tang vì hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tang vật được cho là một chai nước dán nhãn của công ty Tân Hiệp Phát có một con ruồi ở bên trong và 500 triệu đồng của công ty Tân Hiệp Phát giao cho anh Võ Văn Minh này. Vụ việc cụ thể được cơ quan công an thực hiện theo đơn tố cáo của công ty Tân Hiệp Phát. Anh Võ Văn Minh bị tạm giữ hình sự từ ngày 27 tháng 1 năm 2015 cho đến nay và chai nước có chứa đựng con ruồi được cơ quan công an trưng cầu Viện Khoa học Hình sự giám định đến nay vẫn chưa có kết quả, và sau đó thì kết quả được lập lờ và anh Minh vẫn bị vụ án tù. Theo đó, luật sư Nguyễn Tấn Thi là luật sư của anh Minh cho rằng anh Minh bán chai nước cho khách hàng thì khách hàng phát hiện bên trong có con ruồi và trả lại cho anh Minh. Ngay lập tức, anh Minh đã đem các chai nước này và sau đó gọi điện thoại phản ánh đến nhà sản xuất là công ty Tân Hiệp Phát với yêu cầu kèm theo là phải bồi thường cho anh Minh 1 tỷ đồng. Luật sư Nguyễn Tấn Thi cho biết thêm là theo thông tin từ báo chí, anh Minh đã nói nếu như không trả 1 tỷ đồng thì sẽ giao cho báo chí và in tờ rơi để phát cho nhiều người dùng biết đến công ty Tân Hiệp Phát. Ngay lập tức, công ty Tân Hiệp Phát đã cử người đến gặp anh Minh để kiểm tra trong chai nước và thương lượng để đòi bồi thường cho sự việc này. Sau khi hai lần gặp gỡ tại một quán nước ở gần nhà của anh Minh, hai bên đã thống nhất với số tiền mà công ty Tân Hiệp Phát trả cho anh Minh là 500 triệu đồng. Đến thời điểm hẹn giao nhận tiền thì anh Minh bị công an của Tiền Giang bắt giữ, đến nay chưa có thông tin liên quan tới sự việc của anh Minh này và sau đó anh Minh lại tiếp tục bị xử án và phải ngồi tù oan. Khách hàng thì có quyền thương lượng. Ông luật sư Nguyễn Tấn Thi cho rằng, theo luật bảo vệ người tiêu dùng, khi gặp trường hợp như của anh Minh, người tiêu dùng có quyền thương lượng với nhà sản xuất, thương lượng bước đầu tiên trong quá trình khiếu nại đòi bồi thường. Luật cũng quy định, thương lượng anh Minh có quyền sử dụng mọi biện pháp và pháp luật để không cấm, đồng thời có quyền đưa ra số tiền tùy ý mà bản thân của mình yêu cầu đòi bồi thường liên quan tới những tổn hại mà khách hàng gây ra cho doanh nghiệp. Nếu như anh Minh nói là sẽ gây thiệt hại cho công ty Tân Hiệp Phát thì thật ra chỉ là cách cảnh báo hậu quả để giành lợi thế trong thương lượng chứ không phải là lời nói đe dọa cho công ty Tân Hiệp Phát này. Công ty Tân Hiệp Phát đã chấp nhận vì lợi ích của công ty chứ không bị khống chế hay đe dọa gì. Công ty Tân Hiệp Phát lựa chọn phương thức giải quyết thông qua thương lượng thì phải tuân thủ theo các quy định liên quan trong phương thức thương lượng này. Về vấn đề cần bàn là hành vi của anh Minh đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không, yêu cầu có thể không chính đáng nhưng với pháp luật cho phép họ thương lượng, nghĩa là chấp nhận cho họ đề bạt ra yêu cầu của mình, nhưng không hiểu vì vấn đề khuất tắc nào mà các cơ quan công an của tỉnh Tiền Giang đã bắt giam anh Minh và tiến hành xét xử vụ án oan sau đó. Công ty Tân Hiệp Phát đã có chấp nhận hay không là quyền của công ty Tân Hiệp Phát. Nếu không giải quyết thông qua thương lượng hòa giải được thì anh Minh có quyền yêu cầu tòa án phải giải quyết cho vấn đề này. Bình luận về vụ việc nói trên, luật sư Bùi Quang Nghiêm, phó chủ nhiệm đoàn luật sư của thành phố Hồ Chí Minh nói trong vụ việc này, công an phải làm rõ trách nhiệm chai nước có ruồi và phải là sản phẩm của Tân Hiệp Phát sản xuất hay không, đó mới là vấn đề cần thiết.
Anh Minh có mở chai nước đó ra rồi bỏ vào bên trong để tống tiền hay không, uy hiếp cho Tân Hiệp Phát hay không? Nếu như anh Minh là khách hàng của Tân Hiệp Phát, bỏ tiền ra để mua chai nước đó, thì rõ ràng anh Minh là người bị thiệt hại cho vấn đề này, là một vấn đề hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng. Khi khách hàng bị thiệt hại, họ có quyền được yêu cầu bồi thường, mức bồi thường bao nhiêu còn phải tùy vào đạo đức và ý nghĩa của từng người. Trong việc cụ thể này, về mặt pháp luật anh Minh không sai, nhưng về mặt đạo đức thì có thể chưa được bởi mức yêu cầu bồi thường hơi lớn. Thế nhưng, riêng phía Tân Hiệp Phát thì tôi cho rằng công ty này vẫn không giữ chữ tín đối với khách hàng. Công ty này đã thỏa thuận về mức bồi thường cho khách hàng, tức là Tân Hiệp Phát nghiễm nhiên coi việc lỗi sản phẩm là chính xác, việc yêu cầu bồi thường của khách hàng là chính đáng. Vậy mà tại sao lại báo công an và liên quan đến vấn đề của anh Minh là cài bẫy như vậy? Nhưng sau khi thỏa thuận xong, nếu có chuyện doanh nghiệp này tố với công an, theo tôi, đề mặt đạo đức, công ty Tân Hiệp Phát này cũng không hơn gì khách hàng là mấy, ông luật sư Nghiêm này đã nói. Có dấu hiệu cưỡng đoạt, chiếm đoạt tài sản hay không? Khác với ý kiến của hai luật sư nêu trên, Viện Kiểm sát viên Nguyễn Quang Văn Trung, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh, quận 3 đã nói rằng, nếu đúng là ông Võ Văn Minh có các hành vi như gọi điện thoại cho đại diện của công ty Tân Hiệp Phát để đòi số tiền 1 tỷ đồng, sau đó đồng ý nhận 500 triệu đồng, nếu không sẽ làm mất uy tín của công ty này, về hành vi này được coi là dùng thủ đoạn để uy hiếp tinh thần người khác và nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo ông Nguyễn Văn Trung thì cho rằng, trường hợp khách hàng bị phát hiện dị vật bên trong thực phẩm của một hãng nào đó, nếu được đại diện của hãng sản xuất thương lượng để bồi thường, thỏa thuận này là tự nguyện giữa hai bên để đảm bảo uy tín của nhà sản xuất, thì đó là quan hệ dân sự một cách bình thường. Nhưng điều đáng nói là sau khi thỏa thuận giữa anh Minh và công ty Tân Hiệp Phát đã được bàn giao, đã được công ty Tân Hiệp Phát chấp nhận bồi thường cho anh Minh số tiền 500 triệu đồng. Nhưng khi vừa giao tiền thì đã có mặt công an của tỉnh Tiền Giang bắt giữ anh Minh và sau đó xét xử vụ án này là một vụ án oan sai mà người dân trong cả nước Việt Nam đang quan tâm sự việc liên quan tới ông Trần Quý Thanh này. Đến nay, khi ông Trần Quý Thanh đưa ra xét xử, câu chuyện liên quan đến chai nước có ruồi lại một lần nữa được dư luận chú ý quan tâm. Trong khi đó, có nhiều người cho rằng liên quan đến vấn đề của ông Trần Quý Thanh ác giả ác báo, đến nay ông đã thực hiện hàng loạt những vấn đề bao che, dung túng pháp luật và chính bản thân ông đã rơi vào pháp luật trong những ngày vừa qua mà hội đồng xét xử đã tuyên án đối với ông Trần Quý Thanh bản án 8 năm tù và hai con gái của ông cũng liên quan đến sự việc này. Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà Lê Thương sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin lần tới.